Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị ha. Bây giờ Sài Gòn là 22 giờ 40 phút. Hôm nay em và anh chị cùng đi vào một vòng khu tiễn đưa khách. Phần lớn khách ở đây là bà con Việt Kiều anh chị ha. Bà con Việt Kiều của mình sau khi tận hưởng một kỳ nghỉ Tết thì bây giờ bắt đầu trở về, một số thì trở về Hàn Quốc, Nhật Bản để tiếp tục công việc là lao động của mình. Một số cô bác các anh chị lớn tuổi thì về Mỹ, Canada, Úc chẳng hạn, về đó để phụ giúp công việc cho con của mình ha. Ok, bây giờ mời anh chị cùng đi dạo một vòng nhé. Đây là chồng tay vợ Việt thì phải. Nói chung nhìn cũng xứng đôi thì các anh chị, do chị người Việt này cũng to cao. Anh tay thì nhìn rất là đẹp trai và rất là hiền. Ông ta giống đi theo đoàn vậy ta. Đi theo đoàn này mình thấy là quá trời người khởi hành một lần nữa nè. À đây giống như là bà con chị họ đi một lần về rồi xong họ đi một họ về một lần và họ đi một lần luôn. Còn cái gia đình cô chú này anh chị nè, gần 20 người tiễn một người anh chị. Em thấy rằng là gần 20 người tiễn một người, nãy giờ cười nói rất là vui vẻ luôn á. Đây, gần 20 người tiễn đưa một người. Cùng tiến về phía trước anh chị. Cái cửa trên kia thì đông hơn cửa dưới này. Do cho bên trong thì có nhiều hãng và có nhiều quầy, cho nên người ta mở thành hai cái cửa khác nhau. Trên kia là cửa D1 và đây là cửa D2. Mọi người đứng vào đây vẫy tay chào người đi vào trong kia rồi. Ok, bây giờ em sẽ đi qua bên khu bên kia để nhìn vào bên trong nha anh chị. Đây có rất nhiều người tiễn hai người đi anh chị. Rất nhiều người tiễn hai người đi. Thấy không? Nguyên cả bà con này. Rất nhiều người tiễn nè. Đi rất là sớm và tới đây mọi người cùng nhau ngồi đợi. Ok, đứng phía ngoài đây chúng ta có thể nhìn vào bên trong được nha anh chị. Đây, nhìn vào bên trong này đây. Thông thường thì bà con họ thường đi sớm, và họ vào đây họ ngồi họ đợi anh chị. Khi nào mà họ nhìn vào cái bảng điện tử kia là cái quầy thủ tục, của họ mở, bắt đầu check in thì họ sẽ đi vào. Chứ họ không vào đứng đợi trước anh chị.
Nhưng mà ai muốn đợi trước thì cứ vào xếp hàng trước để xong trước. Còn ai họ không vội vàng thì họ sẽ xếp hàng sau để làm thủ tục check-in sau. Rồi, hoặc là họ vào đây họ sắp xếp lại hành lý anh chị. Em thấy là họ sắp xếp lại hành lý nè. Rồi, ok, chúng ta cùng đi tiếp anh chị ơi. Đây, cũng khoảng 15 người tiễn 2 người đi nè anh chị. 15 người tiễn 2 người đi. Hình như 15 người tiễn 1 người thôi. Tiễn 1 người đi. À, có người thì rất là dễ anh chị, cho một người đẩy xe vào. Nhưng mà cũng có rất nhiều người khó là không cho ai đẩy xe vào luôn. Cái người kia họ tự đi, tự đẩy. Nhưng mà cũng có bạn an ninh, họ rất là dễ. Họ cho một người đẩy, một người vào. Hoặc là một người đẩy, hai người đi, một người đẩy. Ok, và bây giờ vắng dần rồi anh chị ơi. Bây giờ anh thấy là vắng dần rồi nè. À, khi nãy khoảng 8 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ rất là đông anh chị. Nhưng bây giờ thì em thấy rằng là cái xe ít hơn và cái lượng người đưa đón họ đã về bớt rồi, cho nên là lúc này thấy rất là vắng. Có những lúc cao điểm lên tới 1 tiếng đồng hồ thì tới 17 chuyến bay, trung bình thì 5 phút có một chuyến bay đi. 5 x 10 50, à không anh chị, cũng hơn 5 phút, à chưa tới 5 phút một chuyến bay đi anh chị. Thấy có 1 tiếng đồng hồ tới 17 chuyến đi. 1 tiếng 10, 1 tiếng 15 phút có 17 chuyến bay đi. À, như vậy là trung bình đâu đó thì gần 5 phút, 4 phút thì có một chuyến, đúng rồi, 4 phút thì có một chuyến bay đi. Đây anh chị, cũng khoảng mười mấy người tiễn một người đi. Một gia đình rất là tình cảm anh chị ha, rất là tình cảm. Mười mấy người tiễn một người đi. Nói chung là đi trong niềm vui. À, đi trong niềm vui anh chị, không có ai xúc động, không có ai khóc cả. Ta cùng tiến lại gần những chiếc xe để em nhìn cái bảng điện tử nha. 22 giờ 40, 23 giờ, 2 tiếng đồng hồ chị. 22 giờ 40, 23 giờ 40, khoảng 2 tiếng rưỡi chị. 2 tiếng rưỡi thì trên bảng điện tử có là 17 chuyến bay đi anh chị. Bay nó là
Rồi, em cũng xin được kết thúc video tại đây anh chị ơi. Một video tổng quan về cảnh đưa tiễn bà con Việt Kiều của mình về với quê hương thứ hai để tiếp tục công việc, tiếp tục một năm mới, năm 2024. Chúc cho bà con của mình nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc, và công việc lúc nào cũng nhiều, cũng thuận lợi để bà con có thể về Việt Nam nhiều hơn, về thăm quê hương, thăm gia đình. Rồi, xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.